Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Phong có mấy cái lô về cái CDG này sale rẻ lắm. Về đây thì Phong cũng muốn được giới thiệu cho các bạn. Thì ở đây Phong có khoảng nằm đâu đó khoảng 6 đô ha. Khoảng 6 đô thôi nhưng mà đầy đủ hết ha. Có cái dạng một trái tim này nhưng mà nó không có màu trắng, nó chỉ có hai. Nó cũng có nhiều màu nhưng mà khách Phong tập trung mua màu xám. Màu xám này với lại màu xanh này. CDG một trái tim thì nó CDG Phong thấy có hai bản, cái bản cổ điển á, nó là trắng đen, hoặc là này thì nó có cái bản một trái tim thì rất là quốc dân rồi, còn không thì nó ra đợt sau là thằng multi heart là nhiều trái tim nè. Nhưng mà bản thân Phong với lại Phong thấy có nhiều khách luôn, thị hiếu luôn là vẫn thích cái dạng một trái tim hơn đúng không? Đó thì đợt này thì các bạn cũng có bạn thì cũng mua một trái tim mà có hai màu là như thế này. Phong về đây thì cũng giới thiệu cho các bạn cái đôi này thì hiện nó sale nha. Phong thấy là cũng là cái đợt rẻ nhất của CDG luôn á, là Phong order về đây là 2.190.000 khách đợt đó thì khách order cũng live drive, thật ra là có khách nữa nhưng mà Phong không dám nhận nhiều rồi tại vì cái Phong không có dám nhận nhiều tại vì cái hãng mà cái đơn vị mà vận chuyển nó hơi chậm, nó không có dám làm nhiều, cái công sở nó vấn đề trục trặc nên cũng order cầm chừng thôi. Thì gom được một lượng khách thì Phong cũng ngưng, không có nhận nữa. Thì gần cuối thì cũng có vài bạn nhưng Phong cũng không nhận tiếp được nữa. Thì đơn này về là 2.190.000 đồng giá cổ cao cổ thấp luôn. Muốn order sao thì order thôi, đồng giá hay chúng có giá cao giá thấp gì hết. Phong phải quay cho bạn sơ cho bạn xem nha. Chất liệu canvas nè, in lụa lên đây nè, in lụa một cái tem nè, CDG nè, vải canvas nè, chất nè,